Hi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài Electric Charge, nghĩa là điện tích. Okay. We walk across a carpet, touch a doorknob, and bazinga, you get an electric shock. Okay. Tức là bạn đi qua một cái tấm thảm và chạm vào cái nắm tay cửa và bất ngờ bạn bị điện giật. Okay. Electric shock. That shock is actually a small scale lightning bolt. Okay. Thật ra cái điện giật đó chỉ là một cái tia chớp, gọi là ở một cái mức độ nhỏ thôi. Okay. In this lesson, we discuss the basic physics of electric charge and fill in the details behind some of the shocking experiences of everyday life. Trong bài học này chúng ta sẽ đi nghiên cứu về các vấn đề vật lý cơ bản của điện tích và sẽ tìm hiểu về các cái chi tiết ở phía sau cái gọi là cái cảm nhận bị điện giật trong cái đời sống hàng ngày chúng ta là gì. Okay. Chúng ta đi phần đầu tiên, rubbing objects together can charge them. Tức là khi cọ sát các vật lên nhau thì có thể làm cho chúng bị nhiễm điện. Okay. The effect of electric charge have been known since at least 600 BC. Okay. Cái gọi là ảnh hưởng của điện tích đã được biết đến từ khoảng ít nhất là 600 năm, 600 trước công nguyên. Okay. About that time, the Greeks noticed that amber, a solid amber đây các bạn, amber từ nào mà mới thì mình sẽ cô ra để các bạn nắm. Okay. Amber tức là hổ phách, a solid translucent material formed from the fossilized resin of extinct trees has a peculiar property. Okay. Như vậy là vào khoảng thời gian đấy thì người ta đã chú rằng cái hổ phách, amber là hổ phách, một cái vật liệu rắn, okay, mờ, được tạo thành từ cái nhựa gọi là nhựa hóa thạch các bạn. Fossilized resin có nghĩa là nhựa hóa thạch, nhựa hóa thạch của các loại cây đã bị tuyệt chủng, extinct tree, okay, thì có những cái tính chất kỳ lạ, peculiar property. Okay. If you rub a piece of amber with animal fur, it attracts small lightweight object. Nếu mà bạn cọ sát, rub nghĩa là cọ sát, okay, một cái mẫu hổ phách lên da của một cái động vật, okay, thì nó sẽ hút, attract, nó sẽ hút những cái vật nhỏ và nhẹ, lightweight là nhẹ. Okay. This phenomenon is illustrated in figure 19.1 on the next page. Hiện tượng này được minh họa ở trong hình 19.1 đây các bạn. Okay. 19.1. Okay. Thì cái thanh này ban đầu thì gọi là uncharged amber rod, một cái đũa hổ phách mà chưa được nhiễm điện. Okay. Thì nó sẽ has no effect on bits of paper. Okay. Thì nó sẽ không có tác động lên các cái mẫu giấy nhỏ. Nhưng mà khi bạn rubbing the rod on fur thì nó transfer charge. Okay. Khi ta cọ sát lên cái lông thú thì nó có sự chuyển điện tích, transfer charge. The charged rod có nghĩa là cái thanh đã được nhiễm điện. Okay. Attracts the piece of paper. Lúc này nó sẽ hút các cái mẫu giấy. Okay. Alright. For some time, it was thought that amber were unique in its ability to become charged. Trong một khoảng thời gian dài, người ta nghĩ rằng chỉ có hổ phách, okay, là duy nhất là có khả năng trở nên nhiễm điện. Much later, it was discovered that other materials behave in this way as well. Rất lâu sau đó thì người ta đã khám phá ra rằng các cái vật liệu khác, other material thì cũng có những cái biểu hiện tương tự. Okay.
For example, if you rub glass with a piece of silk, it too can attract small objects. À, nếu bạn cọ sát thủy tinh, à, thủy tinh glass, ok, lên một cái mẫu gọi là lụa, cái okay, mẫu lụa, cái okay, silk là lụa, vải lụa, thì nó cũng có thể hút các cái vật nhỏ, lưu như vậy. In this respect, glass and amber seem to be the same. Okay. Nếu mà xét theo khía cạnh này, tức là khía cạnh về ở đơn nhiễm điện đó, thì thủy tinh và hổ phách thì dường như là giống nhau. It turns out, however, that these two materials have different types of charges. Okay. Tuy nhiên, hóa ra thì hai cái loại vật liệu này, đấy, thì có hai cái loại điện tích khác nhau. Okay. Hai loại điện tích khác nhau. Được như vậy. Okay. Electric charge comes into distinct types. Okay. Điện tích thì nó được chia thành hai loại. Hay nói khác là nó có hai loại tồn tại. To see that the charges on amber and on glass are different, imagine suspending a small charred rod of amber from a thread, as in figure 19.2. Okay. Để thấy rằng các cái điện tích trên cái hổ phách và trên thủy tinh là khác nhau đó, thì chúng ta tưởng tượng có một cái thanh mang điện nhỏ, hổ phách, okay, gọi là được treo bằng một cái dây như là trên hình 19.2 đâu. Okay. Ta xem trên 19.2 các bạn. Đây 19.2 đây. Okay. Như vậy cái thanh treo đây là thanh hộ phách. Okay. Treo lên cái dây là hộ phách. Đúng như vậy. Còn cái màu xanh đây là thủy tinh. Okay. Rồi. If a second piece of charred amber is brought near the rod, as shown in figure 19.2a, the rod rotates away. Okay. Nếu một cái mẫu gọi là hổ phách được nhiễm điện đó, được mang tới gần cái thanh hổ phách ở trên đã được treo đó, như hình 19.2a, thì cái thanh nó sẽ bị quay ra xa. Okay. Nó sẽ quay ra xa. Đây các bạn. Nếu ta đưa một cái thanh hộ phách nhiễm điện tới gần này, thì cái thanh hộ phách này nó sẽ gọi là rotate away, có nghĩa là quay ra xa. Okay. This indicates a repulsive force between the two pieces of amber. Điều này chứng tỏ rằng là có một cái lực đẩy repulsive force, okay, giữa hai cái mẫu hộ phách. Thus we conclude that like charged rebel. Cho nên chúng ta kết luận rằng là gì? Các cái điện tích giống nhau thì đẩy nhau. Okay. Điện tích giống nhau, like charged rebel, thì đẩy nhau. On the other hand, if a piece of charred glass be brought near the amber rod, the amber rotates toward the glass, as shown in figure 19.2p. Tuy nhiên thì mặt khác thì nếu một cái mẫu thủy tinh nhiễm điện được đưa lại gần cái thanh hổ phách, thì cái thanh hổ phách ấy, thì sẽ quay hướng về cái đũa thủy tinh, ok, như hình 19.2b này các bạn. Đây, lúc này là cái thanh hổ phách ban đầu ở vị trí này, sau đó nó hướng về thủy tinh. Ok. Rồi, ở đây thì người ta kết luận gì đây? This indicates an attractive force. À, đó. Điều này nói lên một cái lực, đây là lực hút, okay. Như vậy lực đẩy là repulsive force, còn lực hút là attractive force. It follows that the different charges on glass and amber attract one another, okay, hút lẫn nhau. Attract one another là hút lẫn nhau. We refer to different charges as being the opposite of one another, as in the familiar expression opposite attracts. Chúng ta xem các cái điện tích khác nhau, đấy, như là ngược của nhau đấy, à, be in the opposite, gọi là ngược của nhau. As in the familiar expression, à, như một cái cụm từ mà chúng ta quen thuộc.
đó chính là ngược ngược dấu thì hút nhau, okay. Chúng ta hay gọi là ngược dấu, cùng dấu thì đẩy, ngược dấu thì hút nhau. Okay. Opposite attract. Okay. Nội dung tiếp theo, positive and negative charge, điện tích âm, điện tích dương và điện tích âm. Okay. We know today that the two types of charge found on amber and glass are, in fact, the only types of electric charge that exist. Okay. Ngày nay chúng ta biết là có hai loại điện tích được tìm thấy ở thanh hổ phách và thủy tinh, thì đó chỉ là hai cái loại gọi là điện tích mà tồn tại. We still use the names proposed by Benjamin Franklin in 1747, okay. Positive charge plus for the charge on glass and negative charge minus for the charge on amber. Chúng ta vẫn sử dụng cái tên được đề xuất bởi Benjamin Franklin. Ông này sinh năm 1706, mất 1790. Và năm 1747, đó chính là điện tích dương, positive charge cho cái điện tích trên cái thanh thủy tinh. Okay. Và điện tích âm, negative charge cho cái điện tích trên thanh hồ phách. Okay. Calling the different charges positive and negative is arbitrary. À, cần nhắc lại là các cái điện tích khác nhau, các điện tích dương và âm khác nhau đó, thì cái này là ký hiệu nó mang tính chất là gọi là hết sức là cách ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là nó phải là dương hoặc là âm. Hàm ý muốn nói thế. We could judge as well call them black and white or Sheldon and Penny. Okay. Ở đây muốn nói là chúng ta có thể gọi nó là đen và trắng cũng được, hoặc là Sheldon và Penny cũng được, không vấn đề gì. Okay. Đó chỉ là cách đặt tên thôi. Actually, Franklin's names positive and negative turn out to be quite useful mathematically. Okay. Tuy nhiên cách gọi tên Franklin ấy, là điện tích dương và điện tích âm đó, hóa ra là rất là hữu ích về mặt toán học. Okay. Mathematically, for example, an object that contains equal amounts of positive charge and negative charge has a total charge of zero. Okay. The positive and negative charges add up to zero. Okay. Ví dụ một cái vật nó chứa một cái lượng bằng nhau, equal amount, okay, equal amount tức là lượng bằng nhau, of positive charge, điện tích dương và điện tích âm, thì sẽ có tổng điện tích, total charge of zero, okay, total charge of zero. Như vậy là dương và âm, điện tích dương và âm khi mà cộng lại sẽ bằng không, okay. Object with zero total charge are said to be electrically neutral. À, một cái vật mà có cái tổng điện tích bằng không thì được gọi là trung hòa điện, electrical neutral, electrically neutral. Okay. Most everyday objects are electrically neutral because they contain equal amounts of positive and negative charge. Okay. Hầu hết các cái vật hàng ngày của chúng ta thì là trung hòa điện, bởi vì nó có chứa những lượng bằng nhau, okay, của điện tích dương và âm, equal amount of positive and negative charge. Okay. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Atoms have positive and negative and neutral particles. Okay. Nguyên tử thì cũng có những cái hạt mang điện dương, mang điện âm và những hạt gọi là trung hòa. A familiar example of an electrically neutral object is the atom. Một ví dụ quen thuộc về một cái vật mà trung hòa về điện, vật trung hòa về điện, electrical neutral object, thì đó chính là nguyên tử. Nguyên tử, okay. Each atom contains a small dense nucleus with a positive charge that is surrounded by a cloud of electrons. Okay. From the Greek word for amber, electron, with an equal negative charge. Okay. Một nguyên tử thì có chứa một hạt nhân nhỏ và đặc, okay. Small dense nucleus với điện tích dương
và được bao quanh bởi một đám mây electron, a cloud of electrons. Okay. Từ electron này là từ tiếng Hy Lạp. Thật ra từ electron có nghĩa là hổ phách. Đấy. Trong tiếng Hy Lạp, electron là hổ phách. Okay. Tôi lưu ý như vậy. Với các cái điện tích âm bằng với cái điện tích dương. Tôi lưu ý như thế. Two types of particles are found in the nucleus. One is positively charged and the other is electrically neutral. Okay. Có hai loại hạt được tìm thấy trong hạt nhân. Đó chính là một loại đó là mang điện dương và một cái loại khác đó là trung hòa về điện. Okay. A simplified representation of an atom is shown in figure 19.3. Một cái và là một cái đại diện đơn giản hay là một minh họa đơn giản của nguyên tử được cho trong mình 19.3 93 đây. Okay. Mol nguyên tử thì nó gồm có hạt nhân bình dương positively charged nucleus và electron chuyển động xung quanh negatively charged electron. Okay. Đây là mô hình đơn giản simplified picture of atom. Còn mô hình chính xác hơn more accurate picture of atom. Okay. Thì đám mây đó trong đây. Okay. Còn đây là hạt nhân mình chia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái hạt đầu tiên. The first particle is electrons. All electrons have exactly the same electric charge. Tất cả các electron thì có cái điện tích như nhau, điện tích giống nhau. Okay. This charge is very small and is defined to have magnitude E. Điện tích này thì rất là nhỏ và được định nghĩa có độ lớn là E, là E. Okay. Độ lớn của magnitude of an electric charge là E. Thì E nó sẽ bằng 1,60 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Đây đang đơn vị đây là coulomb các bạn ha, coulomb. Okay. In this expression, C is a unit of charge referred to as the coulomb. Okay. After the French physicist Charles Augustin de Coulomb. Okay. Ở trong công thức này, trong cái biểu thức này thì C là đơn vị của điện tích. Đã đặt tên là Coulomb, là tên của nhà bác học người Pháp Charles Augustin de Coulomb. Ông này sinh năm 1736, mất năm 1806. Okay. Since electrons have negative charge and the charge on an electron is minus E. Okay. Bởi vì electron thì có điện tích là âm, cho nên là điện tích của electron bây giờ là ví dụ là trừ E, trừ E. Cái tên là như vậy. This is one of the defining properties of the electron. Okay. Đây là một trong những cái tính chất gọi là xác định của electron. Another defining property of electron is its mass. Một cái tính chất xác định khác của electron đó chính là khối lượng. Thì Me nó bằng 9,11 nhân 10 trừ 31 kg. Okay. The second type of particle in atoms is protons. Okay. Cái loại hạt thứ hai trong nguyên tử đó chính là proton. In contrast, the charge on a proton, one of the main constituents of the nucleus, is exactly plus E. Okay. Ngược lại thì điện tích trên một proton, một cái thành một trong các thành phần chính của hạt nhân thì chính xác là bằng cộng E. Therefore, a total charge on atoms which had equal numbers of electrons and protons is precisely zero. Do đó là tổng cái điện tích của nguyên tử với cái số hạt electron và proton bằng nhau đấy, okay, thì chính xác là bằng không. The mass of the protons is, khối lượng của proton là Mb bằng 1,673 nhân 10 mũ trừ 27 kg. This is about 2,000 times larger than the mass of the electron. Như vậy là khối lượng này là khoảng 2.000 lần lớn hơn so với khối lượng của electron. Okay. Và loại thứ ba đó là neutrons, the other main constituent of the nucleus is the neutron. Cái loại hạt thành phần của hạt nhân tiếp theo đó chính là neutron, which, as its name implies, has zero charge.
À, cái hạt mà như cái tên của nó đã gợi ý đó, thì có cái điện tích là không. Its mass is slightly larger than that of the proton. Okay. Khối lượng của nó thì lớn hơn một chút so với proton. Mà n thì bằng 1,675. Okay. Nhân 10 trừ 27 kg. Nội dung tiếp theo là electric charge is contained, rất là quan trọng. Okay. Điện tích hoặc là điện tích thì bị lượng tử hóa. Since electrons always have the charge minus e and protons always have the charge plus e, it follows that all objects must have a total charge that is an integer multiple of e. Okay. Bởi vì electron thì luôn luôn có cái điện tích là trừ e, còn proton thì luôn luôn có điện tích là cộng e. Do đó là tất cả mọi vật á, thì có một cái điện tích tổng thì bao giờ cũng là một số nguyên lần. Okay. Một số nguyên lần cái điện tích e, à, chính xác là một cái bội số nguyên lần số e. Okay. This conclusion were confirmed early in the 20th century by the American physicist Robert Millikan. À, kết luận này được xác nhận từ đầu thế kỷ 20 ở nhà vật lý người Mỹ Robert Millikan. Okay. In a classic series of experiments, Millikan found that the charge on an object he used on the rocks can be plus minus e plus minus 2e plus minus 3e and so on, but never 1.5e or minus 9.3847e, for example. Okay. Thì trong cái thí nghiệm kinh điển gọi là cổ điển của mình ấy, thì Millikan đã thấy rằng các cái điện tích trên một vật chúng ta sử dụng các cái giọt dầu. Okay. Chỉ có thể là cộng trừ e, cộng trừ 2e, cộng trừ 3e, vân vân, chứ không bao giờ có 1,5e hoặc là trừ 9,3847e, không vâng. The fact that electric charge comes in integer multiples of E is referred to as charge quantization. Okay. À, thực sự là các cái điện tích mà nó chỉ là các cái bội số gọi là bội số nguyên của E đó thì được gọi chính là sự lượng hóa, lượng tử hóa điện tích, charge quantization, lượng tử hóa điện tích như vậy. Rồi. The quantization of electric charge is not noticeable in everyday situations because the unit of charge E is so small. Sự lượng tử hóa về điện tích ấy, thì không có gọi là không có thấy trong cái tình huống hàng ngày, bởi vì đơn vị của điện tích là E là rất là nhỏ. Charge is like the air around us, which seems like a continuous fluid, even though it's made of small individual molecules. Điện tích thì giống như các cái không khí xung quanh chúng ta, giống dường như là một cái chất lưu liên tục khác. À, nhưng thực ra là nó được tạo nên bởi những hạt vô cùng nhỏ, gọi là những cái hạt là những phân tử đơn lẻ vô cùng nhỏ. Okay. Charge quantization is key to understand the behavior of atoms and molecules. However, sự lượng tử hóa điện tích là một cái chìa khóa để hiểu khác những cái đặc trưng hay là những cái cách hành xử của các nguyên tử và phân tử. Actual, the addition or removal of even a single electron is a significant event for an atom and a molecule. Okay. Và sau cùng cái sự thêm hoặc là sự bớt các cái các cái một electron chẳng hạn, okay. Sự thêm hoặc sự bớt cho dù là chỉ một electron thì cũng là một cái sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nguyên tử hay là phân tử, đúng như vậy. Rồi phần cuối cùng, coulomb is a large amount of charge. Một coulomb thì đó là một cái lượng điện tích hay là một cái điện lượng tức là amount of charge rất lớn. Okay. It takes a lot of electrons
to make 1 coulomb of charge. À, cần rất nhiều electron để tạo ra một cái điện tích là 1 coulomb. In fact, since the charge of an electron has a magnitude of only 1.6 10 to the power of minus 19 coulomb per electron, the number of electron in a coulomb is. À, bởi vì điện tích của một electron thì có độ lớn chỉ là 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb trên electron. Nên số electron có trong một coulomb thì lấy một coulomb chia ra thì cỡ 6.25 nhân 10 mũ 18 electron. Ồ, số rất lớn. A powerful lightning bolt can deliver about 20 to 30 coulombs of charge. À, một cái tia sấm chớp rất mạnh đó các bạn thì chỉ có thể mang một cái điện tích là khoảng 20 đến 30 coulomb mà thôi. Okay. A more common everyday unit of charge is the microcoulomb, where 1 microcoulomb equal to 10 to the minus 6 coulomb. Okay. Một cái đơn vị mà ngày chúng ta sử dụng về điện tích ấy, đó là microcoulomb. Với một microcoulomb thì 10 mũ trừ 6 coulomb. Okay. This smaller unit still correspond to 6.25 trillion electrons. Okay. Thậm chí một cái điện lượng nhỏ như vậy đó thì cũng tương ứng với một cái số lượng electron khổng lồ là 6.25 trillion, tức là 1.000 tỷ nha các bạn. Tỷ là billion, trillion là 1.000 tỷ. Okay. Rồi. Như vậy bài học của chúng ta về điện tích đến đây là hết. Đây là chỉ hết phần 1 thôi, còn phần 2 thì chúng ta sẽ học sau. Okay. Và có rất nhiều từ mới và mình đã bộ vàng hết rồi thì các bạn có thể tự xem lại. Okay. The lesson today is okay, it finished now. Thank you so much for your attention. See you next time. Bye bye.